là chân gà sốt Thái nè các bạn. Ăn cay nhức nách luôn, không cần chi bớt luôn. Ngon không các bạn? Là em mình làm á. À, bây giờ nó sẽ cho vô hộp và để tủ lạnh. Chút nữa ăn nó sẽ ngon. Rất là ngon. Nhìn cái màu thôi thấy là thèm chảy nước miếng rồi ha. Ngon chưa? Ừ. Sau khi mình đã cho vô tủ lạnh á, để ngăn mát á, mấy giờ đồng hồ luôn đó. Ừ. Bây giờ mình đem ra mình thưởng thức thôi. Ở đây là chân gà sốt Thái. Em mình làm nha, chứ không phải mình nha. Mà chân gà này lúc xương rồi. Mình ăn chân gà sốt Thái cuối tuần. Và mình uống sâm ổ lượng đi cho nó mát. Trời ơi bức quá. À, con gắp miếng cho má Mina ăn nha. Má Mina nhớ uống thuốc cho mau hết bệnh nha má. Mà không được, má đang ho má đừng ăn má ơi. Má làm vừa vừa từ từ làm thôi má. Chứ trong người không được khỏe mà má làm nhiều quá là bệnh đó nha. Cứ dọn từ từ đi nha má nha. Happy birthday má nha. Chúc má sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, bình an và lúc nào cũng xinh đẹp nha. Thôi bây giờ con mời má với mọi người thưởng thức bằng mắt đi nha. Để con thử miếng coi. Chắc là nó giòn tan rồi. Hồi nãy chưa ngâm vào nước đá mà nó đã giòn tan rồi. Thì bây giờ chắc là giòn tan thôi. Miếng này xem. Phải. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Cay cay. Ngon. Mai cho mọi người có chạy nước miếng không? Con chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Thank you.